Rồi, xin chào quý vị. Hôm nay lại tiếp tục cuốn video mới. Lời nói đầu, ngày mới cũng kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, an lành, niềm vui trong cuộc sống. Và lại tiếp tục chia sẻ, quay lại những tác phẩm đẹp, có những màu cây. Tức là hôm nay quay mấy tác phẩm cây trang đỏ đang mùa cho hoa rất là đẹp mắt. Trước tiên cũng tổng quan những cái khu vườn có những tác phẩm đẹp, có một số cây rất rất đẹp, nhìn rất là bắt mắt. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng và xem. Có những chậu mẫu đơn đỏ rất đẹp mắt. Riêng về chậu mẫu đơn này, chiều cao tầm 60 phân, tàn chắc tầm 70, nó tròn tàn rất đẹp. Chậu lục giác nhỏ 40 phân. Về cái phần gốc cũng như phần eo cũng khá là to. Đây là tầm khoảng trên 25 đó, phần eo. Về phần bệ gốc nó cũng bè ra và nó cũng tràm kín một cái chậu 40. Rất tròn tàn. Cho ra một cái màu đỏ nhìn rất là bắt mắt. Bông cho nở quanh năm, tức là nó từng lớp, những cái bông già đi thì tiếp tục những cái kế tiếp, những cái bông khác nó sẽ nở, rất là đẹp. Chậu trang này nó rất là tròn tàn, rất đẹp mắt. Đây lại tiếp tục thêm một chậu nữa. Chậu này tàn nó rất là ấm xuống dưới mặt chậu nên cũng che khuất đi phần gốc. Đây là phần gốc bên trong, nó kín tàn. Dòng trang đỏ thì quý vị biết là nó có bông quanh năm. Cây này tàn cũng tầm 80, chiều cao thì chắc cũng tầm năm mấy 60 vậy. Đây, nó cũng rất là đẹp. Nói chung là chỗ này trưng bày cũng vài chậu mẫu đơn, tức là trang đỏ. Chi tiết quý vị cùng xem. Nói chung là cây trang mà tầm gốc lớn nó cũng hiếm có đó quý vị. Rồi,
theo để cái chậu trang này nó có rất là nhiều thân đi lên. Chiều cao nó tầm cũng khoảng 60, hoành tàng nó cũng tầm 70. Nói chung là những cây này nó rất là thuộc, nó rất đều và tròn tàn, rất đẹp mắt. Mùa này nó cho bông nó đẹp, nó rộ. Mình cũng chi tiết lại quý vị cùng xem. Cây này là cái bể nó rất đẹp. Nó lên tới 6-7 tược. Lên tới 7 tược. Rất đẹp. Rất là già cây. Đấy, tàn nó rất là tròn. Nó lên 7 thân, cả một bụi liền gốc, rất đẹp. Mẫu đơn, dòng mẫu đơn thì nó cho hoa quanh năm đó quý vị, nên là mình trưng ở trong nhà chơi rất là đẹp. Đấy, những cái bông nhỏ bắt đầu bung ra, nó tiếp nối những cái bông trước đó, nên lúc nào cây cũng cho một cái màu đỏ rực rỡ. Những tác phẩm trang đỏ này rất là đẹp mắt. Rồi, để tiếp một chậu trang đỏ nữa. Chậu này tàn nó nhỏ hơn, cây nó cũng lùn hơn, nhưng mà cái phần bệ của nó khá là đẹp. Đi lên 2 thân, chiều cao chắc tầm khoảng 35, tàn khoảng tầm 50. Đấy, những cái phần gốc rễ nó xây tròn bốn bên trên cái chiếc chậu 30. Chậu rất đẹp. Được bài trí trên một cây trang đỏ mà trên chiếc chậu này nhìn nó rất là bắt mắt. Chậu này nó cũng nhỏ gọn hơn. Hầu như là nó rất là già cây. Nó cũng có cho trái nè quý vị. Đấy. Đấy, chậu nó nhỏ gọn. Rồi, tiếp tục chia sẻ một bụi trang này, cái nó lên tới 4 thân, gốc cỡ lớn đó quý vị. Đây, lấy hết cái bóng quý vị xem cái chậu trang này. Cái này chiều cao cũng tầm khoảng hơn 40, tầm chắc khoảng 45, tàn nó khoảng 60. Chậu rất đẹp. Những đường nét hoa văn của chậu rất là hấp dẫn.
rất là to. Hoành này tầm chắc cũng phải là 25 trên 25. Hoành trên 25. Sự mà nói là bữa nay tất cả các nhà vườn hầu như cái chăn đỏ nó cũng hiếm đó quý vị, nên nó cũng sót lại một số cây nào đó của những nhà vườn. Đây, nơi này cũng quay lại chi tiết cho quý vị xem và chiêm ngưỡng. Nếu quý vị nào yêu thích thì có gắn cái số điện thoại của chủ những tác phẩm trang đỏ này, giao lưu về giá cả. Còn về vấn đề báo giá trên này, mong quý vị cũng thông cảm vì cũng không báo. Và cũng để chi tiết và sưu tầm những tác phẩm đẹp cũng như những cây độc lạ, những cây quái, và có những cây rất là đẹp và chi tiết lại quý vị cùng xem. Còn về phần giao lưu về giá cả, mong quý vị hãy thông qua số điện thoại có để trên màn hình hoặc ở dưới phần mô tả, nên quý vị cũng thông cảm. Đây, nhìn vườn nó rất là nhiều cây. Trên clip này thì chi tiết vài cây trang đỏ như từ đầu video đến giờ, quý vị cùng xem. Đây, nó cũng rất là đẹp mắt. Đây, nãy giờ nó cũng có hai chậu nhỏ. Chiều cao tầm khoảng hơn 30 phân. Như chậu này là rất là nhỏ gọn. Đấy, tàn nó cũng tầm 40. Nó có một cái chiều hướng của cái dáng đó, nó hơi nghiêng về giống như cái rẻ quạt. Chiếc chậu này nó rất là nhỏ gọn. Chậu 30 nè. Và cái gốc của nó hoành chắc cũng phải tầm 30 trên 25. Lùng lực nhỏ lại. Nó cũng tròn tàn. Nhỏ gọn. Nay thì thông qua nãy giờ, quý chị nào yêu mến hãy gọi theo số điện thoại trên màn hình hoặc ở dưới phần mô tả. Nhưng cũng không có báo giá trên này, mong quý vị thông cảm. Và quý vị cũng chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những cây trang đỏ, tức là cây mẫu đơn. Nên quý vị cũng thông cảm. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ và xem hết video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem video mới nhất. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào.